Kính chào quý con cái Chúa. Hôm nay là ngày thứ 9 trong tuần lễ Kỳ Ăn 21 ngày. Tôi đã đọc Roma phân đoạn 12. Tôi đã cầu nguyện tìm kiếm sự hiện diện của Chúa và nhờ ơn Chúa Thánh Linh hướng dẫn và dạy dỗ tôi để tôi hiểu được điều gì là cần thiết trong việc Kỳ Ăn cầu nguyện cho chính mình. Có câu hỏi là trong những cách nào mà bạn đã Kỳ Ăn để giúp bạn hiểu được sự thờ phượng thật theo những cách mới? Đọc Roma 12, tôi nhận thấy Phao-lô nói về bổn phận của tình yêu thương. Ông hàm ý tình yêu thương trỗi hơn hết mọi sự. Chúng ta biết Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Tôi có thể nói đó cũng là một danh hiệu của Ngài. Tình yêu thương là danh hiệu của Chúa, Đức Chúa Trời và của Chúa cứu thế Giê-xu. Ngài đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho ai tin con ấy thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Trong sách Giăng. Và không ai có thể giúp chúng ta ra khỏi tình yêu thương của Chúa. Vậy tìm kiếm Chúa cũng có nghĩa là tôi tìm kiếm tình yêu thương của Chúa. Tôi thấy rằng muốn có kinh nghiệm với Chúa cũng có nghĩa là chúng ta muốn kinh nghiệm được tình yêu thương của Chúa, mà bắt đầu là Chúa yêu chúng ta trước. Chúng ta muốn biết Chúa có nghĩa là chúng ta muốn biết về tình yêu thương của Chúa. Vậy tôi học được nếu tôi muốn thờ phượng Chúa thật sự thì tôi phải nhận lãnh tình yêu thương của Chúa ban cho trước, để rồi tôi mới có tình yêu thương này của Chúa mà sống và đối xử anh em, bạn bè và những người chung quanh mình. Đây là một sự thờ phượng thật vậy. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ở cùng với quý vị luôn luôn. Amen.